chị ơi. Em bảo cái gì? Chị trông giúp em mấy thùng hàng này được không ạ? Điện thoại của em hết pin mất rồi. Để em lên công ty em gọi đồng nghiệp xuống bê đồ ạ. Ừ, em lên đi, để chị trông cho. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Này. Hàng nó mất rồi. Này, có phải lúc cô không ở đây, cô đã ăn cắp hàng rồi đúng không? Không, tôi không hề lấy cái hàng nào của các người cả. Cô mà không đền ấy, thì đường hòng đi đâu nhá. Tôi nghĩ các người nên làm diễn viên thì đúng hơn đấy. Thế tôi hỏi các người, các người có bao nhiêu thùng hàng? 2. Đấy, diễn thì phải có kịch bản xuyên suốt chứ. Ngay từ đầu tôi đã gọi điện video call cho bạn của tôi và nhờ bạn tôi quay lại màn hình rồi. Và đây chính là bằng chứng chứng minh rằng tôi không động vào kiện hàng của các người. Xã hội bây giờ có lắm kẻ chỉ biết ăn mà không biết làm, cho nên là tôi đã chuẩn bị trước rồi. Các người không động vào số hộ.